thương. Sẵn mời đại gia đình nhà mình nhá. Quá tuyệt vời. Xin mời. Rồi. Quá tuyệt vời. Gọn gàng chưa? Rồi, quá gọn gàng. Rồi, xin mời. Đấy là xong. Hello, buổi sáng lại xin chào tất cả đại đình nhá. Hôm nay lại cái món ăn sáng lại chia sẻ cho đại đình xem. Ăn sáng quen thuộc, cháo. Đấy, cháo này. Cháo lòng tiết. Đấy, bổi đây, tí đánh với bằng cái khay này. Quất rất sai cả nhà. Ăn tí cành thì cứ ra đây cấu rồi. Sai lắm. Cây này là cây ớt mới này, cây đợt trước là nó cây ớt ngon quá mà nó bị chết. Cây đang ra hoa này. Đang ra hoa. Hoa hồng rất chi là đẹp. Thấy rau sống xanh mơn mởn. Bông hồng này rất đẹp. Lê Quyền đang băm hành, hành với cả gừng, pha chế nước gừng, họ đánh. Hành khô nướng thơm. Hành khô nướng thơm. Chào con. Cho nhiều. Sao? Mang này từ hôm lọ ăn rồi à? Hôm cuối cùng đấy. Vẫn ăn được. À thì có nước thì múc nước thì ai hiểu. Thế nó vừa chuẩn. Mãi. Chào buổi sáng, chúc sức khỏe. Mời ông nhá, mời đại đình nhá. Chúc mọi người buổi sáng mát mẻ. Đấy, hôm buổi nay sáng là thật nhiều sức khỏe. Tiết đẹp đấy nhỉ. Mời đại đình nhà mình nhá. Thôi hết đi. Mời mọi người nha, tiết canh Đồng Lượng buổi sáng. Đấy. Được. À, chú bấy chim. À. Ngon quá. Dạ, êm rồi nha. Dạ, ngâm lâu rồi ngon. Ông mời đi. Mà hãy làm tí cắn cái này. Đặc như đồng đồng. Ngọt như đồng đồng. Ông cho một canh gì? Ừ, cho ông quên anh rồi. À, tưởng ông nước mắm thì... Không. À, bỏ cái đấy 2 tháng này. Tưởng là nước mắm lại đá sang dậy bên kia. Ngon quá. Đây. Mà đấy mình kể ra mình ăn ngon đấy, đặc sản. Quên. Giờ này có gì ăn ớt này thì mai thì cứ để cho quá thì cắt ra, đỡ cắt ra. Mời mọi người nhá. Đấy. Ngấm giòn. Nhờ. Sao băng. Nó quay quanh lại. Quên cái gì? Quá tuyệt vời này, cả nhà. Ngon quá. Cháu có làm miếng nào này. Mai vào cho ông nhá, ông nay chơi nhá. Nhớ không? Cái thế là không còn quần áo, cái thế còn mà đi rồi. Nay mà ngủ không? Mai làm quán luôn. Một mình làm bát. Chịu khó với em là được rồi. Tuyệt vời. Tuấn Hưng, số 4. Ăn mạnh em ơi, lòng này nghe cũng gì đó. Ngon, nói chung là nó cứ giữ thế này là được. Đặc, đặc. Nóng nó ngon. Này, ui giời. Ăn nó thật thật thế này. Mời mọi người. Nóng ngon tiết đẹp. Rồi bắt đầu. Đúng rồi. Cái măng này thì anh mỗi hàng cân rồi, tí là hết. Nhà cháu ơi, mà hôm nào cũng phải miếng bát. Đúng rồi. Ăn quen. Mà ngày là thế ăn, nói chung là thế ăn.
cả nhà ăn được. Hôm đầu tiên thì tôi chưa ngấm cay cay, trà cũng ăn. Bây giờ là ngấm cay rồi thì còn chịu. Ngồi cay đa số trong nó sợ. Bắt chước chú Nghĩa là kẹp díp ạ. Bây giờ đấy ớt ngắm sắp đôi. Sắp đôi ăn nó ngon. Sắp đôi. Mở đại ra đây nhá. Quá tuyệt vời. Cả trà đi. Ngon quá. Cái này cho nó tinh thần buổi sáng. Đi nha. Ăn uống ngon lành. Nhai bùi đấy nó quyện. Nồng ngon. Nồng ngon, tiết đẹp. Đấy. Mới hàng mai xuống đây lại làm con gà nó nướng à? Vâng, lại làm con gà, gà rán. Nhanh đấy. Nóng nay ngon nhỉ? Mấy phải 10 giờ ăn rồi. Gà rán đủ hết. Đâu, xuống cái này là gì, cái này là... À, đi người, thì... người thịt gà, người thịt rắn, cái này là rau ngay cho vào cháo. Úi dồi. Đấy, bây giờ. Thấy bác cầm cái ông múa ăn. Góc cái chân nghe ông ăn quá. Bên nào rồi. Cái đường quay đẹp rồi, tao tự ở đâu mới ra là cái đường chỗ thẳng cứ quay phục vô xuống không? Đấy. Hai bên rằng cây hoa đẹp quá. Trước còn nhiều có hoa mới đâu. Đẹp. Thẳng tắp, cái đường thẳng tắp. Nồng ngon. Có lần trước có một cái xe đang kéo xe cải tiến xe không. Mà mới đi đường nải đường của Hoàng Tây. Ăn cơm. Măng ngon, măng hôm nay ngấm đấy nhảy ngon đấy. Ngấm bây giờ tê tê rồi. Quá tuyệt vời cả nhà. Măng nó ngấm nó cũng thơm. Ngấm ngon. Ông dùng mạnh vào đi. Đấy đang dùng cái nhắm nhát này. Phải nhắm nhát. Ngon. Ăn còn nhát. Cháo ở dưới, còn cháo đầy cháo. Này, ngấm đấy. Ngấm ông mai về sớm không? Đều thế cũng như thế cả, cái tầm 6 giờ về. Muốn có ông vui một tí là cứ tầm 5 rưỡi là nháy ta vẫn đang ngồi trong một về. Hôm nay thứ mấy nhỉ? Chủ nhật à? Hồi từ mai ông làm ngày. Tối mai cho tiền không ở đêm mai này, đêm nay là đấy, ngày mai là đấy, tối chiều ngày mai về. Chiều ngày mai mới về. Nếu mà có ăn gì nó ăn tối. Chiều ngày mai chủ nhật đúng không? Vâng. Hôm nay chủ nhật. Mai chúng ta. Mai thứ bảy. Mai từ chúng mai thôi mà bố trí là sáng chưa kể mai tao nên còn bố trí tiền cá nó cũng quan trọng. Đấy, cái đường ngồi bộ toàn nói này hết, toàn thẳng tắp, đâu giờ đi đường ấy nào. Đường ấy mà phóng mà bà mạng, chứ thì vắng tanh. Phóng nhanh lắm. Chủ yếu là Tuấn Hùng với Thị Cường. Đấy, toàn nó rẽ chỗ cái đoạn đấy, mà rẽ đứng, có bố đứng đoạn đấy sang bên đường này rất nguy hiểm. Vì nó phân là hai luồng, chứ hai luồng là đều rẽ vạch vàng ấy, nhưng mà mình đứng ở giữa để sang bên này là mình sẽ khó đấy. À, cứ đi mẹ cái chỗ nào hiền nó bán gà đấy, cái đường cũ ngày xưa ấy là dễ tránh. Bây giờ một xe nó rẽ từ ví dụ từ đây sang bên đấy nhá, bên đây phải, mà cái xe ở tầm cuối về nó từ đấy là rẽ về bên này, thế thì có mình đứng ở giữa để sang bên này là rất khó xử lý, đứng vào đường của nó ấy. Thế hôm nó đứng sai đường nó còn tránh tao đấy, thằng bồ. Đứng hẳn thì sang được rồi, thì xe đi thẳng thì sang. À đây là chuẩn bị này, phá ba tiết không ạ? Ừ. Ăn mày nên. Sắp đùi. Thì tôi sắp đùi cho nó tạm giả. Ơt cũng phải sắp đùi. Nó húng ăn thơm nhỉ? Nó húng ăn mấy cả nồng nó tới canh nó hợp. Này là đúng vị của nó. Hai lòng, hai ớt. Cầu. Quế không quế nó biển trong này nghe toàn nghe thấy quay bia nhiều quá. Xưa ta bảo rồi nhiều rồi bia nhiều quá là nó cũng can to đấy.
mấy cái húng viên nâu lên. À, cái canh nó phải ăn, nó phải nhiều rau này này. Cái ở đây nó húng của mình ở đây. Cái rau này chả có cái rau nào. Nó phải toàn rau này. Dần muốn rau này thì có ông cầu đến. Toàn rau này. Không chịu khó không hái. Đây chịu khó cấu. Đây. Ôi hôm nọ cấu. Kia cái mấy con rồi toàn cái ná ở dưới đây. Dưới rồi. Ô. Cầu, ở trên hai chậu ở dưới nữa cơ mà. Không phải không đâu. Cấu đi ăn thua gì, cấu một ngày hôm sau đã mọc rồi. Chẳng có gì mà rau. Rau cỏ mà ngọn lên xanh mơn mởn. Rau cỏ thấy là cấu đi bán. Mang tôi nếm công việc thì chịu rồi. Mang này ăn ngon hết nhỉ. Mang này mang tre chứ, mang nhà bát tôn. Mang vầu. Hôm nay nó mới cái bụi cái cây nhà bát tôn đào cái này à? Ừ. Phải. Bát tôn bảo hôm nào con lấy hôm đấy bảo đấy, con lấy mang này ra bụi như này, lấy biển thôi. Nghe biết. Mang bụi đấy. Bữa ao mang nhiều lắm. Bữa ao ấy, nó không phải gì đâu. À, thế nhưng mà mang bầu. Bơ tre. Mang tre. Nó bảo con lấy không ra bụi vào thôi, em ăn đã hết rồi. Tre nó thương hắc. Gần hết rồi. Cây. Ra em đấy ai biết được. Mẹ mới ở biển nó chơi hết. Măng bầu quá to lắm. Đấy thì có luộc chấm mắm tôm bắt chay ướt. Cô gái là hàng cân. Hồi bác công phòng của tao mấy cái rồi mang bác bộ à. Bác bộ à. Ăn ngọt thế chứ. Ăn luộc ăn ngọt. Nào cả tí đi. Nào cảnh con phá cái khay cái cảnh. Rồi phá ra. Mời đã đây nhá. Quá tuyệt vời. Quá ngon. Đấy, ông bắt đầu rắc. Rắc tiêu. Ăn hạt tiêu, người nào ăn nhiều người nào ít người có thể rắc. Thơm, đấy, tiêu thơm lắm. Hạt tiêu ngon. Nào, thế xin mời cả nhà của hội mẹ. Bề nặng quá thì bề nặng ấy. Đấy. Nóc của khác đấy. Ông họ chuyển này. Chuyển ông bề luôn cả khay luôn cho nó hoành tráng. Đấy. Ăn nó tí tã. Đấy. Ông quên mất cái thôi cái giống đấy được, con là tráng rượu. Thì... tráng rượu cho nó thơm. Thế nào? Đấy, làm phát. Làm nó to. Làm nó to đấy. Sắn đất thổ ngày xưa đấy. Quanh vùng quá tuyệt vời. Gọn gàng chưa? Rồi quá gọn gàng. Rồi xin mời. Đấy là xong. Ngon không? Giòn quá nhỉ. Chờ mãi mới đến lượt. Chờ mãi mới đến lượt. Nghe tính người. Mắng ớt. Ớt ở gần các đại ca đặc khán này ăn sướng hẳn quen hết. Ui rắn cưng nhỉ ông nhỉ, quá thế. Ui ngon chưa, sắn này mời đại gia đình nhà mình nhá. Quá tuyệt vời. Xin mời. Đấy, giờ để băng nghĩa đi, để tôi cầm máy. Cứ nào hai miếng liền thì cho nó bỏ cái bực công nhai ạ. Con lại đưa cho ông, đấy. Xong rồi. Ông mới một vòng quanh thôi. Đồng, ngon, tuyệt vời. Đấy. Thế thôi. Ô, giờ nó kia đi. Đấy, rắn quá. Đây mà lấy đũa. Đồng quá, còn vẽ thôi. Vẽ bà đồ. Quá. Mời đại gia đình nhà mình nhá, quá tuyệt vời. Một mình một phát. Quá ngon. Ngọt. Quá chuẩn. Ông cứ dơ thẳng lên ông gì thôi, ông cứ dơ lên là chén rồi, không phải là dí vào bên này bên nọ đâu. Đấy, cứ rơi đi rồi. Rơi thẳng tắp lên rời đấy. Nào. Cứ rơi thẳng tắp lên rời. Mời ông. Đồng qua lại. Đấy, xin mời nhá. Rồi. Nhà. Một quá bình nơi toàn dùng đĩa là chúng một tổng hợp. Chìm, xin cảm ơn. Sướng nhỉ, nghe thấy ông ăn
Ngon. Ngon quá nhỉ. Dạ, nó giòn thật nhỉ. Ui giời, ngon chưa? Quá tuyệt vời nhá, cả nhà, mời đại gia đình nhà mình nhá, quá tuyệt vời. Sắn cái tiết này như là sắn của thạch. Làm mát ruột đấy. Ngon. Ớt nữa, đúng rồi. Ớt, đủ hết. Tí măng nữa. Thế, đi tỏi, đúng vị của nó. Canh cái gì cũng hay hết, ớt, măng đều hay. Và tí à chua. Cũng đủ gia vị rồi. Nó đằng kia hót lại đấy. Mày khật khật ngược lại như thế. Đấy, đủ thế ông đấy thì nó phải gọn chia như này. Mời mọi người nhá. Rồi, xin mời. Không thấy chưa chát cái gì cả. Đấy, rất gọn. Thôi, mừng nhau tí nào, nó gọn rồi. Thế là lại cạch tí đây. Càng tí cho nó khí thế. Rồi, mời lại đây nhá. Đến đầu thì gọn lên đấy. Chỗ vừa dài dài thế là nó đưa vào nó ngọn luôn chứ không chơi. Tức là anh lùa từ phía ngoài hơn xong ngày các bố cứ đưa từ giữa ra là nó thật khó. Không, mới cả lúc một múc dài dài nó đưa vào nó dễ. Dễ nó không chớt chát. Hào lùa tiếp phân nữa đi. Ông nghĩ nghĩ nổi phân nhỉ. Người ta là mức nào nữa. Đấy, nghĩ lùa tiếp phân nữa đi. Nó bài bản. Đấy, hơi dài dài này trong này kể cả gì thôi. Sao nó khoanh. Không được không đi to quá nó. To quá nó càng mồm. Bây giờ. Căng khi là nó còn còn sát cái hàm thế này. Nhiều khi thế nhiều khi gọi là nó phải có cái nghệ thuật ăn phải có nghệ thuật thì phải dễ đâu này muốn đưa nhanh không thì lấy cái đũa giữ lại cái này là phanh nó lại kiểu phanh đấy đấy chưa đấy là phải dài dài này dài dài này tay chiêu đấy cũng có chưa mọi người nhá hay nó đưa vào nuốt nó khác thì nó là cái tàu nó há mồm đâu mình à, há ra cái là bắt đầu nửa cái là nuột luôn cái toàn trơn cái là mừng rồi. Đấy, lại đến đây quyền làm phát là nó hấp dẫn quá tuyệt vời dạ. Này rồi cứ sắn như thế ăn cái này nó mát ruột ổng thế thì phải sắn ăn đẩy cơm cơm như này ôi sổ, sướng chưa ớt ấp ầm ông tí này, này mà nào cũng vào ba rồi thấy ầm nhiều quá ông nghe thèm háo đấy cứ liên tục là tí ớt đã ớt vào nó ăn nó tê ăn cái này nó phải có tê cay gia vị. Ông chưa chưa đây đây chưa ông, ông bây giờ mới tôi kéo dài thời gian để anh ông bây giờ mới lấy cái sẻng beng lăn lùa từ ngoài không lùa đấy, trong lấy beng thấy ông cho lùa nó dài mà nó kiểu to đấy. Nhưng vẫn dài mà vào nó dễ vẫn chưa học anh được okay. Ông phải lấy cái đũa một kiểu hớt dùng cái phanh chân đấy còn cái phanh chân cho nó hãm lùa nó đây, nó chạy vào đấy nào xin mời rồi xin mời rất nuột. À mà sắn rồi nó đứt đi đã thằng đúng rồi. Lúc đưa lên nó mới dễ. Đấy. Đấy. Thế là nó trôi ra là vừa. Quất thơm nhỉ. Đấy rồi cái phi phát vào nó thành gọn đúng một sẻng luôn. Vắt quất thơm lắm ông ạ. Ăn là hết cả hạt ăn hết. Nó dòng thơm. Gia vị. Đấy, làm phát ụp lại ngược lại xong. Quá nhanh. Đơn giản và nhanh. Nhanh gọn nhanh gọn nhẹ thế rồi. Nhanh gọn nhẹ. Tuyệt vời. Nó này hành nướng gừng nước gừng pha chế ăn nó ngon. Ăn nó cảm giác nó thơm. Bây giờ mình cạy. Ớt này ớt cây hồi xưa đấy. Cây hồi xưa nó trong muối đấy. Hôm kia nhỉ, hôm kia không cạy cây muối đấy. Cây đó ớt tươi chắc ớt của ớt ngoài ngõ. Ớt này cay lắm. Thế mà cái ớt này mà cái giống của nó giữ lại được nó tốt. Giòn tan. Lấy hạt mà ra rắc. Hết rồi ông nó chết thì cây của nó chết rồi. Sau ăn bóp vài cái quả chín rắc ra ngoài. Còn nữa đâu. Cây ớt cổ ngày xưa. À hình như ngoài cổng vẫn còn cây không là chờ nó quả nó chín là lấy hạt về ươm.
Cứ vứt cái hạt ra dài hết mà rắc lên lên bằng. Ớt dễ cháu trồng không? Cháu mỗi miếng cứ phải hai miếng ớt, hai miếng tỏi. Dầu bát thế nào nhỉ? Ông làm bát cháo. Có. Khó nói dầu bát này, ông này mà làm bát cháo. Mai các cháu nuôi khỏe đi nhà được. Tuyệt vời. Cái này để đâu đây? Đấy ông cứ để đây thôi, tí nữa. Đấy. Để tiền mà lốt miếng cho nó. Ừ, cho nó bỏ đĩa nha. Xong cái khay này cho nó để gọn nhẹ. Nhẹ. Buổi sáng cho nó. Mời đại gia đình nhà mình nhá. Bình an. Tuyệt vời. Ê, thôi xong. Tuyệt vời. Ngon quá. Hai xem. Ừ. Đây cho nó làm nốt đi. Đã, để này. Bỏ vắt không? Không, bỏ ra đây, thoải mái rộng cái nữa. Đấy. Sao lưỡi, đấy chưa vào rồi. Hất cái đây vào luôn, nóng. Đấy, thôi. Măng biết đủ hết rồi. Gia vị. Ớt chưa? Ớt chưa? Cá cải chiêu là khó lắm. Thế thôi, ăn làm miếng thôi, nó cay quá là nó... Đấy. Đấy là xong rồi, buổi sáng tiết canh cả nhà. Rồi xin mời. Mời mọi người nha. Mời đại gia đình. Gọn luôn. Chúc đại gia đình xem vui vẻ. À, xin chào nhá. Đấy, ông đang ăn cháo. Đâu ông đang ăn cháo. Sao Lê Quyền nằm miếng cháo đã sao hấp dẫn. Cảm ơn mọi người nhá. Video nói chung là nên toàn quay có tương lượng cả nhà. Sống sánh ngon. Mọi người cố gắng một đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất. Cháo ngậy như gái 18. Rồi xin hẹn cả nhà sang cờ nít tiếp theo. Chào đại gia đình cả nhà. Thank you mọi người nhá. Hello, chào đại gia đình nhá. Rồi, thank you mọi người rất nhiều.